Hello em, hôm nay mình sẽ đến với một cái bài giảng mới. Thì cái phần này nó hay ra trong nhiều cái đề thi, đề nào nó cũng có hết trơn ấy. Thì hôm nay anh muốn ôn lại cho em về đường thẳng song song, chưa? Đường thẳng song song. Chưa, đầu tiên mình đến với định nghĩa của hai đường thẳng song song là gì? Đó, thì hai đường thẳng song song thì mình sẽ thấy, anh có thể vẽ ra một cái đoạn này. Đó, thì mình có thể thấy là gì? Ví dụ như anh cho em một đoạn L với đoạn M, ta có là gì? L song song với M, được chưa? Thì mình có thể thấy là gì? Hai cái đoạn này nó cứ đi mãi, nó không bao giờ nó gặp được nhau hết. Đó, thì cái định nghĩa của nó cũng theo như cái đó luôn, là gì? Là đường thẳng song song là những đường thẳng trong cùng một mặt phẳng nha, ở trong cùng một mặt phẳng, vì mình đang 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 học là geometry. Thì geometry thường nó chỉ làm trong một mặt phẳng thôi, chứ trong không gian ba chiều thì cái định nghĩa này nó là không đúng nữa. Thì mình phải thêm một cái gì trong đường thẳng song song là đường thẳng trong cùng một mặt phẳng mà nó không có điểm chung với nhau. Chung với nhau. Cùng giao nhau cũng được. Cùng giao nhau. Đó. Đây chỉ là cái định nghĩa của nó. Và bây giờ mình lấy một cái ví dụ khác đi. Lỡ hai đường thẳng mà giao nhau thì sao? Mình có thể thấy được cái hình là gì? L. Được chưa? Anh sẽ xem một ví dụ đó là gì? Hai đường thẳng, ví dụ như là A và B, được không? Hai đường này, thứ nhất mình phải xét xem coi nó có trong một mặt phẳng hay không. Cái thứ hai là gì? Thứ hai là nó có cắt nhau hay không, được chưa? Nhưng mà đầu tiên nó nằm trong một mặt phẳng nè, in the same plane nè. Cái thứ hai, đây intersect. Một cái điểm khác như điểm C đi, thì A và B không song song với nhau. Song song nó mới thỏa ra hai điều, thứ nhất là gì, trong cùng một mặt phẳng, thứ hai là gì, không có điểm chung, thì hai đoạn thì gọi là song song với nhau, được chưa? Còn nếu mà nó dù trong cùng mặt phẳng hay thì nó không có điểm chung, hay cùng một mặt phẳng nhưng mà có điểm chung thì nó không là song song. Nhưng mà ở trong không gian ba chiều á, thì nếu mà thì mình cái định nghĩa này chắc nó là không đúng. Không song song ba chiều thì những cái đường thẳng nó có thể không có điểm chung, như nó dạng như nó chéo qua thôi, nó chéo qua một cái trên một cái dưới mà nó chéo qua, nó nằm khác mặt phẳng, thì cái định nghĩa này là không đúng. Thì muốn là đúng nhất thì là sao? Hai đường thẳng song song là những đường thẳng nằm trên cùng một mặt phẳng mà chúng không giao nhau, được chưa? A song B. Rồi đây là sẽ là ký hiệu, nó là gì? Ví dụ như là L song song với M và gì, L giao M như thế nào, bằng rộng, được chưa? Có nghĩa là sao? L song song M và L giao với M là một, không có gì hết, có nghĩa là L với M không cắt nhau. Đó, mình phải nhớ cái định nghĩa của hai đường thẳng song song, được chưa? Rồi cái phần số 2 là gì? Thì đến mình sẽ đến với phần số 2. Phần số 2 là transversal, được chưa? Khi đến cái phần này, transversal có nghĩa là sao? Là khi mà ta có hai một cái hai đường thẳng song song.
Được chưa? Hai này song song ngay từ ban đầu luôn. Là gì? L với M. Được không? Thì sao? Transversal thì là một cái đường thẳng bất kỳ cách hai cái thành L và M. Được chưa? Tại hai điểm, đó chính là điểm, ví dụ như là điểm A đi, điểm là điểm B đi. Đó. Thì cái phần này nó quan trọng ở chỗ nào? Thứ nhất, nó quan trọng ở chỗ khi mà một cái đường thẳng bất kỳ K cắt hai thẳng song song tại hai điểm A và B thì nó sẽ tạo ra những cái góc đặc biệt với nhau. Được chưa? Thì cái phần traversal nó sẽ là vậy. Anh sẽ giới thiệu cho em, anh sẽ đánh dấu cái chỗ này là 1, 2, 3, 4. Chỗ này sẽ là 5, 6, 7, 8. Được chưa? Đầu tiên, mình sẽ phân biệt cho anh những góc như thế này trước. Đầu tiên ta sẽ có, thứ nhất là góc góc bên trong, thì tiếng Anh của nó là gì? Interior angle. Những cái góc bên trong là những góc nào? Góc 3 nè, góc 4 nè, đúng không? Góc 3, góc 4, góc 5, 5, góc 6 là gì? Góc nằm ở bên trong hai cái đường thẳng song thôi. Được chưa? Góc 5 và góc 6. Được chưa? Tiếp đến là những góc ngoài. Gồm là gì? 1, 2, 7, 8. Vậy thôi. Đó. Rồi tiếp đến mình đến những cái góc đặc biệt hơn là gì? Thứ nhất là những góc tương ứng nè. Những cái cặp góc đồng vị, corresponding angles. Đồng vị có nghĩa là sao? Nó có cùng một cái vị trí, như một cái vị trí nào đó, nhưng nó cuối cùng giống như là đây, anh sẽ cho một ví dụ. Cái này giống như là mình thấy nè, đầu tiên là gì? Góc số 3, đúng không? Thì cái góc mà có cùng cái vị trí với nó, nhưng mà nằm chỗ nào cũng được, nhưng mà miễn mà nó phải cùng một cái vị trí, được chưa? Với góc 3, với góc nào đây? Góc số 7, được chưa? Chẳng hạn như là góc số 3 nè. Và góc nào? Góc 7. Đó. Góc một cặp 3. Được chưa? Hoặc là gì? Nó có rất là nhiều thì mình có thể tìm ra thêm là góc gì nữa? Góc 1 nè. Và góc số nào? Góc 5. Được không? Đó. Mình phải nhớ được cái tên tiếng Anh của nó. Để sau này mình đi thi mình trình bày ra. Rồi tiếp đến là gì? Góc những đến những cái góc solid trong là gì? Cái này anh đang phân biệt chứ các góc thôi nha, chứ anh chưa có nêu mối quan hệ với các góc với nhau. Anh đang phân biệt góc nào, góc nào, góc nào, góc nào, để mình biết được cái tên của nó, biết được vị trí của nó nằm ở chỗ nào trong cái đường thẳng song song. Rồi tiếp đến mình sẽ có alternate interior angles, thì tiếng Việt của nó là hai góc so le trong. Được chưa? Hai góc so le trong thì ta có cái góc nào đây? Góc số 3 và góc 5. Đây góc 3 và góc 5. Được chưa? Hoặc là góc gì? Góc 4 với góc 6. Cái điều đặc biệt của góc so le trong này, nó phải nằm ở giữa cái phần bên trong của hai cái đường thẳng song song L và M, nó phải nằm ở phía bên trong này chứ không nằm ngoài. Còn một cái tới nữa là gì? Một góc nữa là gì? Góc so le ngoài này. So le ngoài là góc nào? Đầu tiên anh sẽ đánh nhãn cho em. So le ngoài, chẳng hạn như ta có một cái góc 7, góc số 7. Góc số 7 chỗ này thì nó sẽ bằng tít xa bên đây, nó sẽ bằng góc số 1. Đó, nó sẽ có những cái góc đặc biệt sau đây. Góc mà mình hay gặp thôi, những cái góc mình hay gặp. Góc 1 và góc số 7, nó sẽ nằm tít xa bên rìa, một thằng rìa này, một thằng rìa bên kia. Chưa? Rồi, tiếp đến là góc nào? Hoặc là góc 8 với góc 2, được chưa? Thì mình về nhà mình tự tìm ra thêm. Đó, nó chính là những cái góc căn bản ở trong khi mà ta có hai thằng song song. Được chưa? Bây giờ mình sẽ đến cái mối quan hệ
giữa các góc, ví dụ như góc internal angle, góc external angle có những quan hệ gì, ví dụ như là 3 với 4 có quan hệ gì, những góc đồng vị có quan hệ như thế nào. Thì chưa, chúng ta sẽ đến với cái phần này là phần A đi. Đến phần B thì mình sẽ hiểu được những cái mối quan hệ giữa các góc. Rồi, mối quan hệ giữa các góc thì khi ta có hai đường thẳng song song với nhau, một cái đường thẳng bất kỳ là gọi là transversal, là cái đường thẳng K này, nó là thẳng bất kỳ cắt ngang hai đường đó, thì ta sẽ mối quan hệ sau đây. Đến phần B, được chưa? Thì ta sẽ có corresponding angle, thì sẽ những cái góc đồng vị sẽ bằng nhau, được chưa? Ta sẽ có là gì? Góc 3. Sẽ bằng nhau. Congruent bằng nhau, chẳng hạn như là gì? Góc số 3 nó sẽ bằng với góc số 7. Hoặc là gì? Góc số 1 bằng với góc số 5. Đó, góc 3 bằng với góc 7. Tại vì sao? Nó là đồng vị. Góc 1 bằng với góc 5 đồng vị, được chưa? Tiếp theo là gì? Hai góc, hai cái cặp gì? So, cặp góc so lên trong và so lên ngoài cũng bằng nhau luôn. So lên trong và so lên ngoài đều bằng nhau hết. Ví dụ như sao? Cái hạng như là gì? So lên. Đây là so lên trong trước nha. So lên trong là sao? Bên 3 bằng với 5. Này chẳng hạn như là gì? Mình có đường thẳng. Được chưa? So lại trong là sao? Nè, bên trong trước cái đã, phải là bên trong trước, được chưa? Thì góc này so le, đúng không? Được chưa? Còn tiếp tục so lên ngoài nè. Ngoài tít mù hơn bên đây thì phải là tít mù bên đây. Được chưa? Nó so le nhau, được không? Thì sao? Góc 3 bằng với góc 5. Bên hình bên này nha. Hoặc là góc gì? Góc 1 sẽ bằng với góc số 7. Được chưa? Và ta có thêm một vài điều đặc biệt nữa là gì? Tiếp theo là mình sẽ có một cái góc này khá là đặc biệt. Nó nằm ở cùng một phía so với cái transversal, so với cái đường bất kỳ. Chẳng hạn như thứ hai đường thẳng. Cắt tại điểm A, điểm B. Chưa? Khi đó anh để ý nè, cái góc chỗ này và góc chỗ này nó sẽ được gọi là góc nằm bên trong nhưng cùng phía, cùng một phía so với cái đường thẳng bất kỳ cắt ngang là gì? Góc bên trong nè góc nằm ở phía bên trong nhưng mà cùng phía. Cái hàng như anh đánh là góc 1 đi, góc 2 đi, nó sẽ là gì? Góc 1 và góc gì? Góc 2. Đó, cái góc bên trong nhưng mà cùng một phía, ví dụ như là cùng một phía bên này hoặc là cùng một phía bên này nhưng anh không đánh dấu, được chưa? Thì nó có một cái mối quan hệ như thế nào? Hai góc đó sẽ là bù nhau. Được chưa? Sẽ bằng bù nhau thì bằng bao nhiêu? 180 độ. Đó. Thì mình phải nhớ những cái tên tiếng Anh đó là như internal angles, exterior angles, corresponding angles, alternating internal angles. Đó, những cái tên này mình sẽ được, mình phải nhớ để mình dùng ở trong cái bài kiểm tra. Được chưa? Và cái bài này thì anh sẽ nhắc sơ những cái lý thuyết như vậy. Thì đó là phần 1. Thì em sẽ chia cái đoạn clip này ra thành 2 phần, phần 1, phần 2. Phần 2 sẽ là phần làm một bài tập để minh họa cho cái bài giảng về hai đường thẳng song song này.